Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Token Online. Và hôm nay cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam có tên gọi là Tướng Quân Dừng Bước đến từ anh Soa Game. Thì cậu thấy là game này sẽ là một con game thẻ tướng màn hình dọc nha mọi người nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tựa game Tướng Quân Dừng Bước này. Đây, về cơ bản thì nó rất là quen thuộc thôi. Chúng ta sẽ lần đầu là anh em sẽ đi đặt tên nhân vật này. Ok. Ở đây thì chúng ta sẽ có phần chiêu tướng, các bạn hãy chiêu mộ ra những cái nhân vật mình mong muốn này. Các bạn sẽ được một lần chiêu mộ miễn phí đầu tiên được tặng. Tiếp đó là chúng ta sẽ có phần chinh chiến này, thì các bạn hãy vào khiêu chiến nhá. Đó, anh em sẽ vào khiêu chiến ở đây. Sau này đây ở đây game nó sẽ có bỏ quá nhanh. Tức là cái con game Tướng Quân Dừng Bước này thì nó sẽ thuộc thể loại game nhập vai rảnh tay, rất là rảnh tay luôn. Rồi, chúng ta có phần túi đồ này, các bạn hãy ghép mảnh tướng đây. Triệu hồi tướng này. Đó. Nói chung là bạn nào mà hay chơi game thẻ tướng rảnh tay thì sẽ không khó làm quen với con Tướng Quân Dừng Bước ở đâu. À, ở đây mình mới để ý là game này thì lấy chủ đề Tam Quốc nha mọi người nhá. Đó, game thì nó cũng sẽ hướng dẫn rất là cụ thể để cho mọi người có thể gọi là trải nghiệm, đặc biệt là mấy bạn lần đầu tiên chơi. Nhưng mà nhanh thôi. Đấy, game có cả lồng tiếng hướng dẫn luôn. Mua thẻ quay tướng cao cấp này. Đây, chúng ta sẽ quay tướng cao cấp. Tí nữa thì mình sẽ xem phần tỷ lệ nha. Nhưng mà nghĩ là tỷ lệ thì nó cũng khá là quen thôi. Đây, chúng ta sẽ đi có tướng trương bào này. Nâng level tướng mặc trang bị, sau có tăng sao. Và thêm một tính năng gọi là binh phù. Đây là ký danh thưởng online. Gói quà phúc lợi mà ký danh mỗi tháng này. Quà tuần các kiểu. Có tính năng thêm tính năng linh thú. Hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ kích hoạt linh thú nha. Linh thú này thì sẽ trợ chiến với bạn trong đội hình. Nói chung là cách chơi quen quá, không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà được cái là dạng game rảnh tay này thì rất là đơn giản dễ chơi và hầu hết là anh em rất là thích. Đây, kích hoạt linh thú này, các bạn sẽ có những con linh thú chủ đề Tam Quốc nhưng nó có một chút yếu tố huyền huyễn nhá. Thì nó sẽ có đấy, auto luôn. Game có thể là bạn cảm thấy là mình sẽ chơi hơi nhanh, bấm hơi nhanh nhưng mà thật ra các bạn vào chơi thì thật ra nhịp game thì nó như vậy thôi. Đây, test thử kỹ năng linh thú này mọi người này. Rồi cho anh em xem, đầy năng lượng thì nó sẽ sử dụng kỹ năng linh thú nha. Đó. Nhưng mà hình ảnh game này đơn giản quá. Mình thấy là hình ảnh game này 2D nhưng mà nó không đẹp lắm. Tức là kể cả hiệu ứng chiến đấu ấy, nó cũng bình thường. Có quà này. Tặng ngay phúc lợi toàn dân, chiêu mộ 50 danh tướng. Chứ các bạn chỉ cần đủ cấp là các bạn sẽ được các cái thẻ quay tướng miễn phí rồi này. Rất là ngon luôn. Đây cũng là một ưu đãi rất là hay của con Tướng Quân Dừng Bước này nhá. Mà mình tin là các bạn sẽ rất là yêu thích. Có cả bài tướng này, chiêu tướng này, chiêu tướng thường, chiêu tướng cao cấp thì nó sẽ xịn hơn. Đây là phần đề xuất trận hình này. Tỷ lệ đây. Cao cấp này, từ 3 sao 75%, 4 sao 17% và 5 sao là 8%. Mình thấy là 8% là con số cũng cao rồi. Bình thường các game khác chỉ 5% thôi. Ngoài ra sẽ có một cái ưu đãi khác nữa đối với con khi mà các bạn chơi tựa game Tướng Quân Dừng Bước này, đó là 1.000 lượt quay tướng miễn phí. Rất là ngon. Các bạn này chiêu lại hoặc là chọn luôn. Chọn này. Sau này các bạn sẽ chọn một trong ba tướng nhá. Đấy, chắc chắn là quay sẽ được. Ui, hai tướng SS luôn này. Rồi. Chọn này. Đó. Quay tiếp. Mình khá là hên quay phát ra hai tướng SS luôn. Quan Vũ này ngon không? Chọn. Rồi, đấy thì sau này các bạn mỗi vòng quay thì các bạn sẽ chọn 3 chọn 1 miễn phí, mỗi vòng quay mỗi vòng 1.000 lần quay thưởng. Đây. Thì mình có thể chọn, ví dụ mình chọn Quan Vũ này. Đó, các bạn thấy không? Ngày hôm sau thì mình sẽ chọn Quan Vũ nhá mọi người nhá. Đấy, mình sẽ có Quan Vũ. Rồi, như vậy là mình đã với thế mình chọn cái tướng mà có hai tướng S kia. Thôi không sao. Cái này thì các bạn hãy vào quay. Mình nghĩ là cái phần ưu đãi, nói chung game này từ bây giờ nó giống nhau hết mà, quan trọng là cái ưu đãi. Thì mình thấy là cái phần ưu đãi ở trong con, mình chưa nói đến phần code nha. Thì ở trong con game Tướng Quân Dừng Bước này khá là ok. Qua thẻ quay tướng theo cấp này, rồi vòng quay 1.000 lượt quay đấy, theo ngày nữa. Chưa kể những cái sự kiện qua 7 ngày này, đăng nhập 7 ngày nhận quà này, tặng tướng miễn phí này, thì mình thấy là đủ các bạn để chơi ở giai đoạn ban đầu rồi. Đấy, mình thấy là ok nha. Đây, các bạn hãy ghép tướng này. Rồi, ở trong phần tướng này thì đây, anh em nhớ nâng cấp lên thôi. Nâng lên này. Mặc nhanh trang bị này.
Rồi đến 30 các bạn sẽ cần nguyên liệu tiền bậc để có thể mở giới hạn level nâng cấp tiếp. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Rất là dễ hiểu đúng không? Rồi. Các bạn này chạm giữ để nâng cấp nhanh này. Đột phá này. Mặc nhanh trang bị này. Đấy, ở trong phần trận hình này thì các bạn lưu ý một phần nữa, đó là phần tướng này nó sẽ chia làm 6 phe: Ngụy, Thục, Ngô, Quần và thêm 2 phe chuyên biệt đó là Ma Tiên. Các bạn đưa các tướng cùng phe ra trận thì nó sẽ cộng thêm chỉ số. Cái này thì nó không có khắc chế thuộc tính giữa các phe nha. Nó chỉ có là đưa các tướng cùng phe ra trận thì nó cộng thêm chỉ số thôi. Đặc biệt là ở mỗi phe thì nó sẽ có những đặc tính riêng, ví dụ như là Ngụy thì giảm 2% sát thương này. À, 4 phe chứ, Ngụy, Thục, Ngô, Quần là giảm 2% sát thương và 2 phe Ma Tiên là mạnh nhất nhá, tăng miễn khống chế. Thật ra thì mình thấy là miễn khống chế này thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Thì tùy vào cách các bạn xây dựng đội hình thôi. Đó. Nói chung là về cơ bản là mình thấy là cái con thần quân rừng bước này chơi ok. Đồ họa tất nhiên là không phải cái gì nó cũng quá là hay, nhưng mà nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà thích dạng game nhiều vai rảnh tay đơn giản. Đấy, và đặc biệt là chủ đề tám quốc nữa chứ. Tất nhiên là hình ảnh game đơn giản quá, mình muốn nó đẹp hơn. Rồi, kể cả phần nhân vật nhá, làm theo của Star TV này, trông này thì có thể một số anh em sẽ không thích. Đó. Sau này VIP 2 hoặc level 30 thì có thể bỏ qua những trận đấu này. Đó. Một số bạn sẽ không thích cái kiểu nhân vật tạo hình chibi như này đâu. Trông nó lùn lùn ấy, anh em hay gọi là lùn lùn. Đấy. Thích nó style có thể chibi cũng được, nhưng mà nó đẹp hơn, nó chi tiết hơn. Kể cả phần hiệu ứng kỹ năng chiến đấu ấy, mình thấy là cũng tạm tạm, không quá ấn tượng. Đấy, thì đây là có thể coi là cái hạn chế của tựa game này. Đây, cái mảnh này, triệu hồi này. Rồi, tiếp tục. Đây có ký danh này. Đấy, nhận thưởng. Rồi, đây phần đến này. Đấy, lại tiếp tục trải nghiệm thôi. Game thì ở giai đoạn ban đầu thì nó sẽ chủ yếu vượt ải như thế này. Sau này thì game nó sẽ có thêm các cái hoạt động khác. Nó sẽ có phần level 20 này, mở phụ bản này, 21 mở liên minh. Thực ra những cái phó bản này thì bạn nào mà chơi game để tướng nhiều thì chắc là sẽ quen hơn, mà nó mình thấy là nó tương tự à. Đấy. Chủ yếu là cái ưu đãi, mình thấy là quan trọng nhất bây giờ game để tướng nó ưu đãi ạ. Nên thì cái con tướng con rừng biết này thì khá nhiều ưu đãi, ok. Đấy, nhận quà này. Rất là nhiều phần quà. Rồi các bạn nhớ là kết bạn với người chơi khác nha. Đồng ý nha anh này. Đấy, rồi có thể tặng team nhau để có thể tích cái phần quay tướng hảo hữu mọi người. Làm mới này, mua các cái vật phẩm. Nó giá rẻ. Đấy, gọi là giá rẻ đấy mọi người. Mua luôn. Đấy, về quay tướng. Khá là tốn. Đấy, ví dụ sau này có mình có đủ vé quay tướng thì mình sẽ quay. Ở đây mình có 6 vé thôi. Đấy, sẽ gần không đủ kim bảo, nhưng mà là các bạn sẽ tích kim bảo nhé, hoặc là nạp vào. Ồ, thì đơn giản vậy thôi. Thì như vậy là cậu Vàng giới thiệu nhanh cho anh em về một con game nhà vai thẻ tướng, đấy như là Soa Game. Có game gọi là Tướng Quân Dừng Bước. Cảm ơn anh em đã theo dõi bên này của cậu Vàng nhá. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Top Game Online. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.